áo bạn bẩn hết rồi. Từ khi có ABBA, mình chưa bao giờ ngại vết bẩn. ABBA sạch tinh tương. Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Đối thoại. Thưa quý vị đang theo dõi số điện thoại thứ 2 của chương trình Đối thoại, nằm trong về đề tài bàn về kinh tế Việt Nam 7 tháng đầu năm 2024, trợ lực nào cho doanh nghiệp Việt. Trong số đối thoại trước, là trong phần 1 thì chúng tôi đã mời tới chương trình đối thoại các khách mời là chuyên gia tài chính ngân hàng, là doanh nghiệp, là chuyên gia về đầu tư nước ngoài để cùng bàn về những vấn đề của nền kinh tế Việt Nam nhìn từ con số của 7 tháng và những vấn đề của doanh nghiệp, những trợ lực để hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các khách mời bàn luận về chủ đề này và cung cấp thêm nhiều thông tin mới cho quý vị khán giả. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của ba khách mời ạ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Tiến sĩ Phạm Đình Đoàn, chủ tịch tập đoàn Thư Thái. Luật sư Nguyễn Tiến Lập, văn phòng luật sư là Hắc Giang và cộng sự, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với chương trình đối thoại ngày hôm nay ạ. Và như các khách mời đều biết thì chương trình đối thoại luôn thực hiện theo một vệt. Và rất nhiều những vấn đề được phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau, nhiều chương trình khác nhau, và đây là số đối thoại thứ hai ạ. Thì số trước thì chúng tôi cũng đã gửi chương trình cho các khách mời tham khảo, đã có ý kiến phân tích của một số các chuyên gia kinh tế rồi về tình hình kinh tế 7 tháng, rồi những cái điểm mới trong cái bối cảnh như thế này. Thì ngày hôm nay thì rõ ràng là các khách mời đều là chuyên gia hàng đầu, là doanh nghiệp đang vật lộn cùng với nền kinh tế, thì không biết là đánh giá của các khách mời về tình hình kinh tế dựa trên những con số 7 tháng như thế nào và những cái vấn đề nào mà chúng ta cần lưu ý đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam ạ. Thì đầu tiên là xin mời ý kiến của ông Nguyễn Đình Cung ạ. Trong 3 năm vừa rồi, tức là tính sau đại dịch, tức là năm 2022 lại đây, thì nền kinh tế của chúng ta phục hồi, nhưng mà phục hồi nó không ổn định và không chắc chắn. Năm 2022 thì chúng ta đã tăng trưởng 8,2%, đến 2023 thì chúng ta tụt xuống còn 5,02%. Và hai quý đầu năm nay thì quý 1 là 5,66 và quý 2 là 6,93. Thì mọi người đều đánh giá chung là chúng ta đang phục hồi, gọi có thậm chí là phục hồi mạnh mẽ. Thì 6 tháng đầu năm của chúng ta là tăng 6,44%, là cái mức mà tương đương với, gần như tương đương với trước đại dịch. Tuy nhiên thì tôi thì cho rằng, tôi thấy rằng là cái tăng trưởng phục hồi như hiện nay của chúng ta, nó động lực nó không đồng đều. Những kết quả mà chúng ta đạt được cho đến nay chủ yếu là nhờ vào cái phục hồi cầu từ bên ngoài. Phục hồi cầu từ bên ngoài cho nên xuất khẩu của chúng ta tăng lên. Và tăng lên 10%+ so với năm ngoái. Tuy nhiên năm ngoái nó tăng trưởng thấp. Vì xuất khẩu nó phục hồi cho nên là gắn với đó thì cái công nghiệp của chúng ta là nó gắn với xuất khẩu. Và chủ yếu là của khu vực đầu tư nước ngoài. Cho nên là cái xét về phía cung mà nói thì chủ yếu là nhờ cái tăng trưởng của khu vực công nghiệp và xây dựng. Ở mức độ nào đó thì mình nhìn thấy về phía khu vực dịch vụ thì nó vẫn tăng ở mức cao nhưng nó đang có xu hướng giảm xuống. Giảm xuống liên tục trong từ quý 2, quý 3 năm 2022 lại đây. Nghĩa là liên tục là suy giảm. Và khu vực doanh nghiệp của như vậy thì cái tăng trưởng cho đến nay là phụ thuộc vào bên ngoài, chủ yếu nhờ vào đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Còn khu vực doanh nghiệp của chúng ta ấy, thì năm 2023 cứ 1,3 doanh nghiệp thành lập thì có một doanh nghiệp rút khỏi thị trường. 6 tháng đầu năm nay tỷ lệ 1:1, nghĩa là một doanh nghiệp thành lập thì một doanh nghiệp rút khỏi thị trường là mức thấp chưa từng thấy cho đến nay. Trước đây thông thường cứ 2,5 đến 3 gia nhập thị trường thì một rút khỏi thị trường. Mà điều đó nó tương xứng với cái việc là đầu tư tư nhân của chúng ta cũng tăng thấp chưa từng thấy trong mấy năm gần đây. Chỉ bằng 1/2. Tốc độ chỉ bằng một nửa so với trước. Cùng với đó mình nhìn khu vực tín dụng của chúng ta cũng tăng thấp chưa từng thấy. Và tăng
thậm chí trong bối cảnh là trước đây tăng khoảng 14 đến 15% thì chúng ta cái chính sách tiền tệ nó thắt chặt, nó vẫn tăng như thế. Bây giờ chính sách tiền tệ chúng ta nới lỏng ra nhưng nó cũng không ra được. Các loại thị trường nói chung là không chưa thực sự là bình thường như trước đây, cho nên tôi cho rằng ấy là tăng trưởng, tôi nhận định rằng là năm nay vẫn tiếp tục nhưng nó không chưa bền vững, chưa chắc chắn, và nếu không có những gì thay đổi, không có những thay đổi thì xuống sẽ đi xuống, giảm xuống chứ không phải là xuống tăng lên. Và doanh nghiệp của chúng ta, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp đầu tư của tư nhân của chúng ta thì thực sự là sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Vâng ạ, đó là nhận định ban đầu, lát nữa chúng ta sẽ phân tích thêm và đưa ra các giải pháp. Ông Lập thì nghĩ sao? Ông Lập có đồng tình không ạ? Vâng, nếu mà chúng ta đánh giá về cái hiện trạng đó, nhất là ta nói về câu chuyện 7 tháng đầu năm á, thì có hai cái phạm trù, hai cấp độ. Chúng ta đang nói về nền kinh tế hay chúng ta đang nói về doanh nghiệp? Bởi vì sức khỏe nền kinh tế và sức khỏe của doanh nghiệp nó không nhất thiết là giống nhau. Nó cùng đồng dạng nhưng không nhất thiết là giống nhau. Và chúng ta nói về cái bài toán đây là cái bài toán là các chính sách vĩ mô đó để phát triển hay chính sách vĩ mô để hồi sức một cơ thể, có thể là hồi sức trong một giai đoạn nào đó. Thì chúng tôi cho rằng là các, nếu mà nhìn vào các cái chỉ số của nền kinh tế đấy thì thấy rằng các cái biện pháp hồi sức đang có hiệu quả tốt. Ví dụ là đầu tư công, tập trung vào những dự án lớn để giải ngân đó, nới lỏng cả tín dụng nữa, ví dụ như thế. Thì chúng ta đã đạt được, nói gì thì nói như anh Cung nói là cái tăng trưởng về GDP để đo về cái chỉ số nền kinh tế đấy, thì dù sao nó có, tất nhiên nó có giảm và có tăng một chút, nó không phải là cao như ngay sau đại dịch. Thế nhưng mà so với các nước khu vực ấy thì đấy cũng là một chỉ số rất là lạc quan. Hay là những cái chỉ số về xuất khẩu, về kinh ngạch xuất khẩu, xuất nhập khẩu, thì tôi nghĩ rằng nhìn vào đó chẳng hạn á, thì và nói gì thì nói thì là các cái số lượng doanh nghiệp đăng ký mới thì vẫn cũng khá cao, đăng ký thành lập đó, thì nhìn vào đấy có thể vẫn lạc quan. Và nhiều người đánh giá là tương đối lạc quan và cho rằng đó là tình trạng tốt. Nhưng quan điểm của tôi đó, nhìn vào bản chất ấy, một cách chuyên nghiệp ấy, thì đấy là những biện pháp hồi sức đang có kết quả, đang giải pháp đang có kết quả. Và những cái biện pháp hồi sức đó thì nó tác động vào nền kinh tế để chúng ta có những cái chỉ số đẹp. Nhưng nó sẽ là vỏ. Còn đời sống doanh nghiệp ấy, thì nó mới là cái lõi của nền kinh tế. Thì rõ ràng là nó có những cái vấn đề. Tôi đồng ý như anh Cung nói. Thế và rất nhiều các cái bài báo đã nói về, ví dụ là thế này, tôi quan tâm đến hai cái chỉ số, cái anh Trung Cung đã nói rồi, là cái chỉ số vừa rời khỏi thị trường ạ, thì phải nói rằng là đang tăng lên, các doanh nghiệp rời khỏi thị trường, cái đấy là rất nguy hiểm, bởi vì là doanh nghiệp thành lập mới đó, thì không biết họ có sống được hay không, họ chưa đóng góp được gì đâu, mới là đăng ký thôi. Thế còn để duy trì cái sự tồn tại và phát triển, nó còn nhiều yếu tố khác, nhưng doanh nghiệp rời thị trường thì rõ ràng đấy là vấn đề, bởi vì họ đã có mặt trên thị trường rồi. Nhưng cái chỉ số này này, thì cái này nó tương đồng cả với cái nhóm ở doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI mà do một cái khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp tổ chức á, cho đến tháng chỉ số đến tháng 6 vừa rồi đo đó, chỉ có 27% là doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp tư nhân á, là có những kế hoạch kinh doanh mới thôi. Đây là chỉ số thấp nhất, thấp hơn cả đến mười mấy phần trăm so với cả ngay sau thời kỳ ngay sau đại dịch. Thế rồi đối với doanh nghiệp nước ngoài cũng chỉ có 26% thôi, là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là có những kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh. Thì cái này mới là cái quan trọng, bởi vì chúng ta đo nền kinh tế là nền kinh tế nó đang vận động liên tục thì phải nhìn vào cái tương lai của nó, mà cái tương lai tức là cái chỉ số là niềm tin vào bối cảnh thị trường và vào cái bối cảnh của gọi là chính sách và kinh tế và cái môi trường vĩ mô. Thì cái này tôi nghĩ là chỉ số niềm tin đang có vấn đề, và cái này thì như anh Cung nói ấy, nó sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ phải rất quan ngại về cái tương lai sắp tới sẽ đi thế nào. Tôi có đọc một bài báo ông Lập có viết dường như là doanh nghiệp đang đuối sức không ạ? Tức là cái cụm từ mà ông Lập nói về vâng. Doanh nghiệp hiện nay ạ. Có một bài báo trên một cái tạp chí tài chính nói rằng là doanh nghiệp Việt Nam đang đuối sức, doanh nghiệp tư nhân á. Thì tôi có nói rằng tôi cảm thấy đuối sức như là một người đang bơi đó. Anh ta có thể bơi được tiếp. Nhưng mà nếu anh ta không nhìn thấy bờ, không có niềm tin là sẽ vào được bờ ấy, thì cái sức cái đuối rất nhanh. Và anh ta, có lẽ anh ta sẽ buông. Và buông thì sẽ chìm xuống. Đấy là một cái động thái rất là nguy hiểm. Đấy là cái tình trạng đối sức bây giờ. Vâng ạ. Vâng. Ông Đoàn nghĩ sao về đánh giá của hai chuyên gia? Theo tôi thì trong cái bối cảnh hiện nay thì cộng đồng doanh nghiệp cả lớn cả nhỏ cũng đều gặp khó khăn cả.
cái cơ bản nhất là do cái thị trường nó cũng bị giảm sút, nhu cầu giảm sút. Hiện giờ cái lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp bây giờ tăng lên hơn 30%. Doanh nghiệp nào cũng cảm thấy là nó cũng khó khăn. Tiếp cận với các tổ chức tài chính thì cũng cũng khó khăn. Bởi vì cái cách cho vay thì cũng vẫn theo cái cách truyền thống, thế chấp tài sản hoặc hàng tồn kho hoặc một số cái. Nhưng chưa có cái phương pháp mà tiếp cận mới. Thì đây chúng ta thấy là doanh nghiệp thì rất là thiếu tiền để mà bù đắp lại cho làm sao cái hoạt động nó quay trở lại khi mà cái nhịp nó không như cũ nữa. Thế nhưng mà ngân hàng thì cũng thừa rất vốn rất là nhiều. Đấy, cái tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bây giờ 6 tháng hay 7 tháng đầu năm có 5%, thì nó rất là thấp. Thì tôi nghĩ đâu đó thì cái cách tiếp cận của các doanh nghiệp bây giờ với tổ chức tín dụng là khó khăn. Và người ta cũng phải huy động các nguồn vay khác, đặc biệt là vay với lãi suất cao. Chính vì vậy mà cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bây giờ trong nền kinh tế chúng ta nó có hai bức tranh. Một số doanh nghiệp FDI, một số doanh nghiệp lớn, một số doanh nghiệp ở trên sàn có kết quả kinh doanh tốt. Nhưng mà ngược lại đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ và một số doanh nghiệp khác thì kết quả kinh doanh rất là kém. Thế như vậy là hai cái bức tranh của nền kinh tế của chúng ta như vậy. Cái thứ hai tức là đây phải nói là cái việc phát triển như là vũ bão của khoa học công nghệ, của AI. Do vậy là các cái hoạt động thương mại cũng như các hoạt động đầu tư giờ thay đổi rất nhanh. Phải nói đúng là bây giờ các doanh nghiệp nó cũng phải đương đầu với rất nhiều những cái mà phải xử lý. Nên năng lực quản trị của các doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có đáp ứng được hay không, có theo kịp được hay không thì cũng là một câu hỏi đặt ra. Mà theo tôi bây giờ là cái giai đoạn này chắc nó còn rất là khó khăn. Và cộng đồng doanh nghiệp cũng nói là người ta đánh giá là cái khó khăn này nó còn hơn cả thời Covid. Nên là nó còn khó khăn không lường trước được. Ví dụ chúng ta thấy là hình thành rất nhiều các cái công ty buôn xuyên biên giới, rồi mạng điện tử, rồi AI thay thế con người sản xuất robot. Thì Trung Quốc bây giờ một năm sản xuất đến gần 1 triệu robot. 1 triệu robot thì có thể nó thay thế đến gần 3 triệu người lao động. Lực lượng lao động bị mất công ăn việc làm, thu nhập kém, nhu cầu giảm sút. Nó như một cái vòng luẩn quẩn ấy. Sau đó thì cái thị trường mình nó gần như là bị co lại. Và các doanh nghiệp bây giờ hoang mang, không biết làm cái ngành nghề gì để nó có thể là nó thay thế cái ngành nghề cũ hay là co lại. Hay có những doanh nghiệp nói tôi là bây giờ em cảm giác như kiểu em không, hết cả kiến thức. Em không biết là doanh nghiệp muốn phát triển kiểu gì nữa. Rất khó khăn. Thế thì nói tóm lại ở đây thì chúng ta thấy cái bức tranh với cái bức tranh khó như thế. Thế còn những cái số lượng doanh nghiệp mở mới hay đóng cửa thì cũng là một phản ánh một phần nào đấy. Như tiến sĩ Cung vừa nói là theo cái tỷ lệ 1:1 đấy là cũng là có một cái điều cảnh báo là rõ ràng là nền kinh tế tạm gọi là như kiểu đứng một chỗ. Cái sự phát triển này có thể động lực từ một số doanh nghiệp FDI. Các hoạt động M&A có thể diễn ra trong thời gian tới cũng mạnh ấy. Là các doanh nghiệp Việt Nam đuối sức thì có thể sẽ thay thế các doanh nghiệp nước ngoài có thể mua cổ phần và chiếm nhiều cái tỷ trọng của công nghiệp của Việt Nam. Thì tôi nghĩ là cái này là một câu chuyện mà chúng ta cũng đáng phải bàn. Để chúng ta có thể nói là đây là một cái giai đoạn sẽ là rất mới của một nền kinh tế hội nhập và sử dụng rất nhiều công nghệ. Nếu mà không có cái sự trợ lực của chính phủ, của các bộ ban ngành thì doanh nghiệp là bơ vơ, là tôi nghĩ cũng khó mà theo kịp được, giữ được là tốt rồi, nhưng mà phải theo kịp và cạnh tranh được những người khổng lồ là khó. Vâng, rất là nhiều nội dung trùng hợp với cả các số trước ạ, đề cập đến những cái xu hướng mới và những cách làm mới. Và ngay một doanh nghiệp, một tập đoàn như là ông Đoàn có thấy như vậy thì rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng vô vàn là khó khăn, không biết ông Cung nghĩ thế nào về chia sẻ từ phía doanh nghiệp ạ? Cái điều mà cảm nhận cái khó khăn ấy và số liệu phân tích đánh giá cũng phát hiện ra được những khó khăn như thế. Tuy nhiên có một cái điều hơi lạ là trong mấy năm gần đây, trong thời gian đấy bàn về những khó khăn, những vấn đề của nền kinh tế và tìm kiếm cái giải pháp thúc đẩy sự phát triển là rất ít trên các diễn đàn. Đó là một điều mà nếu như chúng ta không bàn ấy thì không thống nhất được là từ cấp là hội thảo, hội nghị
cho đến những cái diễn đàn và trong trong các cơ quan hoạch định chính sách ấy, thì chúng ta sẽ không nhận ra được vấn đề, và những vấn đề đó không thể hiện được trong cái chính sách, và như thế chính sách nó xa rời cuộc sống hoặc không có những chính sách nó đáp ứng được cái nhu cầu của phát triển. Thì đấy là cái hiện nay tôi cảm nhận và tôi lo lắng nhất. Chứ còn không phải là chúng ta không nghĩ ra được những giải pháp. Còn bây giờ nói rằng là đúng là những cái chỉ số về doanh nghiệp mà nói thì tôi cho rằng là nó thấp nhất kể từ mười mấy năm lại đấy. Thậm chí là kể từ lúc mà chúng ta đổi mới. Là niềm tin tất cả những cái chỉ số nó xấu đến mức như thế. Thì bây giờ còn những xu hướng mới thì thực ra mà nói xu hướng mới, ví dụ như mình nói chuyển đổi số cũng không thể tách rời cái thực, tức là thực và ảo nó phải gắn với nhau. Thì nếu cái thực đầu tư vào chuyển đổi số không thể chỉ là chuyển đổi số mà cả đầu tư vào cái thực nữa, cái về tài sản của anh nữa, thì lúc đó nó mới cái đầu tư về chuyển đổi số nó mới phát huy hiệu quả được. Còn nếu không thì nó sẽ trở nên gánh nặng của doanh nghiệp, và người ta cảm nhận rằng là tôi làm như thế là phí công. Thì đấy là cái, cho nên kể cả cái online thì thực ra nó chỉ là thương mại chứ không phải là sản xuất. Cái quan trọng là phải là năng lực sản xuất của chúng ta có đủ năng lực cạnh tranh, thì chúng ta làm online và offline thì nó mới hiệu quả được. Còn nếu chúng ta không có cái năng lực sản xuất thì chúng ta làm online cũng chỉ là mua bán lòng vòng thôi, chứ không phải là tạo ra được cái năng lực sản xuất cho. Cho nên cái vấn đề của chúng ta là phải đầu tư, để cả đầu tư công, cả đầu tư tư để mà nâng tạo ra tài sản mới, rồi thì nâng cấp cái ta và chất lượng cái tài sản đó để cho cái giá trị, cái hiệu quả của nó cao hơn. Thì đầu tư của chúng ta lâu nay là rất rất thấp, và thậm chí là mình nhìn không nhìn thấy cái luồng đầu tư mới trong xã hội. Thì đấy là những điểm mà đầu tư là phải của doanh nghiệp, chứ không phải ai khác cả. Đấy là cái điều mà cho nên là khu vực doanh nghiệp là phải chủ trọng, và môi trường kinh doanh là yếu tố quyết định cho cái khơi dậy cái đam mê, cái hào hứng và cái khát vọng của họ trong đầu tư phát triển. Thì chúng ta đang rất rất cần những cái thứ như vậy. Hai ý của tiến sĩ Cung cũng có nói thì tôi cũng xin bình luận là như thế này. Thực ra mọi cái vấn đề của kinh tế xã hội thì chúng ta cũng cố gắng giải quyết là tận gốc rễ, chứ không mình không giải quyết phần ngọn. Hiện giờ cái gốc rễ vấn đề thì để mà biết được gốc rễ vấn đề thì chắc chắn là cái sự trao đổi, thảo luận và lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp là rất quan trọng. Cái đấy phải là những điều kiện tiên quyết của các cơ quan ban ngành, bộ và các tỉnh thành. Bây giờ là nếu mà các tỉnh thành, bộ ban ngành hoặc chính phủ chúng ta ra được các cái quyết định mà nó không kịp thời, nó không đúng, mà nó không có tốc độ, thì doanh nghiệp rất là vất vả. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là như này, trong một cái bối cảnh kinh tế nó khó khăn như thế này, thì nó phải sự hợp lực của rất nhiều. Trách nhiệm thì đương nhiên của doanh nghiệp vẫn là chính, nhưng mà của cả các cơ quan chính quyền, cả các cái, để làm sao phải gần nhau, trao đổi với nhau một cách thường xuyên để ra được những cái chính sách rất là kịp thời. Thì tôi nghĩ là ở đây, cái ý ở đây thì có nghĩa rằng là các hiệp hội ngành nghề, các hiệp hội doanh nghiệp phải được đề cao, và thậm chí chính phủ phải đặt hàng các hiệp hội và gặp thường xuyên, trao đổi thường xuyên các văn bản này, văn bản kia, thậm chí các hội nghị riêng hồng trong lĩnh vực này, lĩnh vực kia. Đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai tức là nói về cái câu chuyện thương mại xuyên biên giới và thương mại điện tử. Thì phải nói là như thế này này, mọi cái cuộc xâm lăng về kinh tế nó sẽ đi về cái thương mại trước, đi vào các hoạt động giao dịch trước. Thế thì chúng ta thấy là hiện giờ hình thành một loạt các cái tổng kho dọc biên giới Việt Nam Trung Quốc, hay là bây giờ ngay cả bốn cái doanh nghiệp thương mại điện tử lớn của Trung Quốc mà đi vào thị trường Mỹ cũng làm cho thị trường Mỹ rúng động. Và hiện giờ tất cả các dịch vụ bán hàng của các cái doanh nghiệp
thương mại điện tử của Trung Quốc là còn rẻ hơn của Mỹ, thậm chí lên tận 60%. Thì có nghĩa bây giờ Amazon là người khổng lồ trong thương mại điện tử mà cũng thấy rằng là có thị phần dần dần nhỏ đi. Thế thì từ cái thương mại điện tử này thì người ta sẽ dẫn dắt sản phẩm. Các doanh nghiệp có chịu được cái sức ép về vấn đề ép giá hay không, có cạnh tranh được hay không, dần dần người ta đến cái công đoạn người ta thâu tóm luôn cả nhà sản xuất của Việt Nam. Hiện nay thì rất nhiều các khách hàng mua hàng đều nói rằng là mua hàng điện tử qua các hệ thống điện tử của thương mại điện tử xuyên biên giới là rẻ hơn nhà trong nước, rẻ hơn. Mà cái điều này thì phải nói là đây cũng là một cái sự đe dọa rất lớn. Chính vì như vậy mà tại sao hàng hóa doanh thu của các doanh nghiệp Việt Nam giảm? Tại sao lại không cạnh tranh được giá? Có rất nhiều doanh nghiệp bảo bây giờ là tôi chấp nhận bán là bán lỗ mà vẫn không bán được doanh số vẫn không tăng. Thế có nghĩa là mình đã đang bán thì phải chăng là các cái công ty tập đoàn lớn xuyên biên giới người ta có hẳn chính sách là tôi sẽ trợ giá, hỗ trợ trong 1 năm, 2 năm đầu tiên để cho không còn ai có thể cạnh tranh được nữa, có tồn tại được nữa để tôi bắt đầu tôi làm những cái cuộc chơi lớn để có thể là thống lĩnh được cái thị trường này. Thì tôi nghĩ đây là một vấn đề cũng là khẩn thiết đấy, cũng là rất là cấp bách đấy. Nếu chúng ta không có những cái bài tính toán, các không có những người khổng lồ, không có những người Việt Nam có thể đứng ra để có thể làm đầu tàu cho những cái hoạt động này là tôi nghĩ dần dần phải chăng chúng ta lại là đi làm thuê. Vâng, cả thế giới đều lo ngại cái sự tràn ngập cái hàng hóa của Trung Quốc vì Trung Quốc trong mấy năm gần đây đang oversupply. Của họ cũng quá thừa cái sản phẩm, và nhu cầu của họ cũng vậy, cho nên họ đẩy ra bên ngoài. Và có lẽ Việt Nam mình là một trong những nơi họ đẩy đầu tiên. Đó là lý do chúng tôi đã có một vệt khoảng 10 số trước cái vệt này để bàn về thương mại điện tử, bàn về vấn đề là thương mại xuyên biên giới. Rất là nhiều vấn đề luôn, đúng là những nội dung như ngày hôm nay ông Đoàn và ông Cung có đề cập. Ông Lập thì bổ sung thêm nữa. Vâng, tôi đồng ý với hai ý kiến đấy của anh Cung và anh Đoàn. Nhìn từ cái góc độ là phân tích chiều sâu vào những vấn đề cụ thể để mổ xẻ. Thực ra mà nói thì tôi thấy thế này, đúng là nhìn đến nó rất bi quan, và như anh Cung nói chúng ta đang tiệm cận xuống đáy. Chưa bao giờ trong lịch sử, kể từ thời đổi mới, anh Cung nói là không phải sau đại dịch đâu. Tôi đừng có lấy cái mốc đại dịch, mà từ sau đổi mới thì bây giờ cái tình trạng có lẽ là nó, nếu mà đi vào thực chất, nó kém nhất và nó đang đi xuống, tiệm cận xuống dưới đáy. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là nếu nhìn vào lịch sử phát triển của quốc gia nào cũng thế thôi, cái chuyện lên xuống cũng là bình thường, phải nói là như vậy. Không có nghĩa là xuống là chúng ta không có lên được, thậm chí có thể gọi là cái mô hình chữ U chăng nữa rồi vẫn có lên được, bởi vì bản chất của cuộc sống là như vậy, phải giải quyết các cái vấn đề đặt ra. Thế nhưng vấn đề là này, cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề đặt ra như thế nào mới là vấn đề. Thì nếu mà chúng ta hiện nay đó, để đối thoại, anh Cung đều nói đấy, là cái thời gian vừa rồi cái vấn đề là không có sự đối thoại. Đúng rồi. Và anh Đoàn cũng xác nhận cái điều đó, không đi sâu vào đối thoại với doanh nghiệp để tìm ra những cái vấn đề. Nhưng mà là phải cùng một cách tiếp cận vấn đề, cùng quan điểm đã. Chứ có đối thoại với doanh nghiệp mà chúng ta vẫn nói các chỉ số rất đẹp, nền kinh tế vẫn rất là da rẻ, vẫn rất hồng hào, vẫn rất phát triển, vẫn rất lạc quan và hơn cả các nước trong khu vực, thậm chí là thứ mấy ở trên thế giới trong bối cảnh khó khăn như thế này, rồi toàn đổ lỗi cho khách quan toàn cầu, rồi thì chiến tranh rồi vân vân. Doanh nghiệp người ta không tiếp cận như vậy. Hai cái tiếp cận khác nhau, thì dù có gặp gỡ, có đối thoại chăng nữa thì cũng chỉ là hình thức thôi. Mà phải lắng nghe và mổ xẻ thực sự, và có các chuyên gia chuyên nghiệp về từng lĩnh vực. Ví dụ như anh Đoàn nói rằng là lĩnh vực công nghệ cả một vấn đề, đây là một thách thức, đây là vấn đề xu hướng mới. Nhưng cái vấn đề công nghệ đấy là nó toàn cầu, nước nào cũng dính đến phải chuyển đổi. Do cái chuyện tất cả cái sự mà xâm nhập của công nghệ mới và cái sự thay đổi quá nhanh với vấn đề AI chẳng hạn. Thế nhưng mà những vấn đề còn rất nhiều những vấn đề cụ thể khác. Bởi vì vấn đề công nghệ nó sẽ liên quan đến một số các nhóm doanh nghiệp chứ không phải tất cả. Thế những vấn đề hiện hữu của nền kinh tế thì chúng ta phải mổ xẻ vào từng vấn đề một. Chứ quan sát về tổng quan ấy thì tôi thấy rằng là cái gì? Từ cái động thái vĩ mô ấy thì chúng ta thấy chị loay hoay mỗi cái việc là về mặt gọi lập pháp ấy thì đẩy nhanh cái việc mà ban hành cái luật đất đai, và chúng ta nghĩ rằng là luật đất đai đúng là nó có tác động rất lớn, không ai nghi ngờ cái chuyện đó. Nhưng vừa rồi chúng ta nghĩ rằng là luật đất đai đáng lẽ sang năm thì chúng mới bắt đầu có hiệu lực cái luật đất đai mới đấy, chúng ta kỳ vọng rất nhiều và cho rằng là những cái đổi mới này đột phá hoặc gì đó, thế và bây giờ sẽ có hiệu lực sớm hơn. Nhưng mà từ góc độ tôi là một luật sư, tôi tiếp cận hàng ngày với những cái vấn đề đất đai đó, bảo luật sư về doanh nghiệp ấy, tôi chưa thấy có cái động thái nào kể cả có hiệu lực ngay từ bây giờ
và triển khai quyết liệt, chứ chưa nói là có cái độ trễ trong việc triển khai, việc tổ chức thực hiện, thì tôi cũng chưa thấy có một cái khe hở, một cái ánh sáng nào cả. Là từ cái luật đất đai mới này sẽ tạo nên những cái động lực mới, mà thậm chí ấy, có những vấn đề nó còn khó khăn hơn mà hôm qua tôi đã đọc rồi, là vấn đề giá đất chẳng hạn đã là vấn đề. Và Bộ Tài chính đã nói phải là à thôi giá đất cũ là áp dụng hết cho đến 2025, à đến 2025 đã bắt đầu mới bắt đầu là tính cái giá đất mới chẳng hạn. Ví dụ như thế chẳng hạn ấy. Thì tôi nghĩ rằng là như vậy là cái luật đất đai mới nó tạo ra các thách thức mới, chứ không hẳn là đã là một cái sự suôn sẻ, một cái con đường rộng thênh thang để đi mở ra đâu. Ví dụ thế. Hay là chúng ta tập trung vào vấn đề là gì? Tín dụng. Ép bằng mọi các cái biện pháp để cho lãi suất nó đi xuống. Nhưng cuối cùng như anh Đoàn nói đấy, chỉ có 5% thôi tăng trưởng tín dụng, mà trong đó thì trước đây là nó phải 10-mấy%. Thì rõ ràng là tiền để làm gì? Tiền để đi đâu? Thì có rất nhiều những vấn đề đặt ra thì cần phải có sự đối thoại. Và đối thoại ở đây là phải cùng một cách tiếp cận vấn đề, cùng một quan điểm. Mà quan trọng nhất ấy, tôi nghĩ là không nhìn vào những cái chỉ số bên ngoài, những chỉ số vĩ mô, mà phải đi vào đời sống doanh nghiệp, từng nhóm doanh nghiệp một, từng hiệp hội ngành hàng một đó, và chọn từng vấn đề để đối thoại giữa các nhà lập chính sách đó. Bởi vì nói gì nói nền kinh tế của chúng ta vẫn nói rằng nền kinh tế của chúng ta là gì, đây là một cái mô hình là kinh tế là nhà nước vẫn là chủ đạo. Tôi chưa nói là cái vấn đề là doanh nghiệp nhà nước, nhưng nhà nước chủ đạo theo hướng là dẫn dắt, tạo động lực, mở hướng. Thế thì rõ ràng là cái vai trò của nhà nước rất là lớn. Thì đối thoại này là đối thoại giữa các nhà lập chính sách với các doanh nghiệp, là phải đi vào những vấn đề thiết thực như vậy và thực chất. Tôi rất muốn nói rằng là phải thực chất. Còn nếu không ấy thì cái chỉ số niềm tin nó sẽ đi xuống. Và khi chỉ số niềm tin đi xuống ấy thì nó dẫn đến vấn đề mà bắt đầu đã có rồi, cảnh báo rồi, là cái công thức mà Trung Quốc cộng 1 là cái chiến lược của các tập đoàn đa quốc gia đó, là cộng 1 là có thể cộng thêm Việt Nam hay là Bangladesh hoặc nước nào đó đấy. Thì bây giờ họ nói rằng là các tập đoàn lớn bắt đầu họ lại chuyển các cái dự án dự định của Việt Nam sang các nước khác rồi, bẻ ghi rồi. Họ đã thấy là có những vấn đề, tức là chỉ số niềm tin đấy. Thế còn doanh nghiệp ở trong nước ấy, thì xin thưa là tôi không nghi ngờ vào cái năng lực sáng tạo, năng lực vượt khó của các doanh nghiệp Việt Nam. Thế nhưng mà họ sáng tạo, họ vượt khó, họ sẽ đầu tư để làm cái gì đó, nhưng họ có niềm tin là đi con đường đấy sẽ được đúng và mình được bảo trợ và đi nó sẽ đúng hướng hay không, hay lại có những cái yếu tố bên ngoài khác mà họ không lường trước được. Họ sợ rất những cái đó. Thì đấy là tôi nghĩ rằng là khi mổ xẻ sâu đó là câu chuyện như vậy. Chúng ta lại quay lại câu chuyện niềm tin của doanh nghiệp cuối cùng là quan trọng. Trước đây chúng tôi đã có một về chương trình đề tài này rồi, nhưng gần đây chúng tôi không làm về cái nội dung niềm tin, nhưng dường như đến thời điểm này có lẽ là doanh nghiệp lại bắt đầu lâu lắm rồi chúng ta không có những giải pháp hay một cái gì đó cụ thể cho câu chuyện của doanh nghiệp. Ngành như đối thoại ngày xưa tôi nhớ có rất là nhiều những cái cuộc đối thoại tọa đàm rồi phân tích chia sẻ những cái vấn đề khó khăn, lâu lắm rồi chúng ta gần như là vấn đề doanh nghiệp dường như đang bị bỏ quên ạ. Không biết có đúng không ạ? Nó đúng đấy. Nói về các chỉ số vĩ mô như là tăng trưởng rồi, thì đặc biệt là tăng trưởng nó động lực của nó, thì nếu mà để đối thoại ấy, thì tôi rất nghi ngờ về những con số đó. Và tôi đã viết một bài là tăng trưởng kinh tế gần đây và những bất thường của những thống kê liên quan. Thì đó là nếu như mà để đối thoại để mình báo, thông báo với các nhà lãnh đạo nói rằng là con số đó chưa chắc đã chính xác. Đấy, nếu như mà lắng nghe thì mà nếu như chưa chắc là chính xác thì chúng ta phải quay trở lại là nhìn vào những cái số liệu của doanh nghiệp, nhìn vào thực tế hơn. Còn nếu như chúng ta mà bảo ôi tình hình của tôi đang rất tốt như thế thì họ sẽ bỏ qua những cái phân tích nêu lên những vấn đề khó khăn. Thì tôi cho rằng đấy là cái cách tiếp cận mà như anh Lập nói rất là quan trọng. Cái cách tiếp cận để chúng ta là đi thực sự là nhận biết đúng vấn đề, và nhận biết đúng vấn đề thì lúc đó chúng ta mới có giải pháp tương ứng được với mức độ và cái đúng đắn của nó. Có một điều mà chưa từng có, đó là khu vực nhà nước trên kinh tế của chúng ta, thì khu vực nhà nước rất quan trọng, vai trò của các cơ quan nhà nước cực kỳ quan trọng luôn. Nhưng mà mấy năm gần đây thì chúng ta biết đấy, tức là các cơ quan nhà nước, các công chức nhà nước mà ra quyết định đều chọn một phương án là an toàn. Đấy. An toàn thì một là làm ít đi, hai là làm kéo dài ra, ba là thậm chí là không làm. Đấy là đẩy cái giải quyết vấn đề này ra một thời gian sau, và cho người khác chứ không phải là
là cho mình. Và nếu như chúng ta bộ hạn nhà nước không ra quyết định, hàng loạt không ra quyết định thì không thể có đầu tư được, và hoạt động của doanh nghiệp, những vấn đề của doanh nghiệp cũng không thể giải quyết được, những khó khăn của họ cũng không giải quyết được. Và nếu mà cứ kéo dài như thế thì nó cứ tâm trạng oải, tức là đấy, uể oải, và dẫn tới cái mất niềm tin. Và đối với doanh nghiệp thì không chỉ là mất niềm tin mà sẽ mất tiền, mất bạc. Và bao nhiêu người là gắn liền với họ là bị ảnh hưởng. Thì tôi cho rằng là một cái thực trạng nó như thế. Thì chúng ta rất cần phải mổ xẻ, và tôi cho rằng là đến thời điểm tôi nghĩ rằng là rất cần phải trao đổi. Vâng. Ông Toàn có thấy tình trạng oải ở doanh nghiệp không ạ? Tôi nghĩ là bây giờ nếu xét về cái hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bây giờ vì nó thấp. Thấp thì đúng là cũng có cái sự bi quan về cộng đồng doanh nghiệp, cũng bi quan. Chính vì như vậy mà tôi nghĩ rằng là cái việc mà làm thế nào để các cơ quan chính quyền hiểu được cái doanh nghiệp một cách kỹ càng và ra được các quyết định đúng ấy, đây là vấn đề. Vì thường nếu mà những người mà không am hiểu vào trong lĩnh vực kinh doanh hoặc là trong doanh nghiệp mà cũng không tiếp cận với doanh nghiệp nhiều, không am hiểu sâu, không làm việc các hiệp hội thường xuyên, không ấy thì tôi nghĩ rất khó mà ra quyết định sát được. Nhưng mà ra các quyết định mà chung chung thì cũng không giải quyết được. Rất nhiều các quyết định thì thấy ra là mình đưa ra nhưng mà nó không đi, nó là một cái chung thôi. Nhưng mà khi người ta ứng dụng là rất khó ứng dụng. Vì tôi nghĩ là như bọn tôi làm doanh nghiệp thì biết thì nó phải rất nhanh, rất chi tiết, rất cụ thể, rất là đúng thời điểm. Nên nếu mà mình cứ chung thì không thể kinh doanh được. Doanh nghiệp cũng không biết đằng nào mà tính cả. Thì tôi nghĩ đúng là đến cái giai đoạn này là giai đoạn mà cũng chỉ mong muốn là sao chính phủ hay các bộ ban ngành phải hiểu rằng doanh nghiệp mất tiền là đất nước này mất tiền. Cái tiền này là tiền của quốc gia. Thực ra suy cho cùng thì doanh nghiệp có vay ngân hàng hay huy động tiền từ thị trường chứng khoán hay là vay mượn của người thân người thì tất cả đấy là tài sản quốc gia hết. Mất đi tiền là rất là lãng phí. Vậy làm thế nào để có thể hiểu được, thông cảm với cộng đồng doanh nghiệp và phải tạo ra những cái cú hích rất lớn, nó gọi là một những cái cuộc cách mạng thay đổi, để làm sao có thể giúp được doanh nghiệp, để đồng hành cùng doanh nghiệp, tận tâm với doanh nghiệp để có thể phát triển. Tôi tin là nếu mà chỉ cần có những cái sự động viên và làm những cái chính sách kịp thời như thế là doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam là vẫn luôn luôn có rất nhiều khát vọng. Doanh nhân Việt Nam là có nhiều những cái khát vọng để không những đóng góp cho xây dựng doanh nghiệp, cho gia đình, cho cả quê hương đất nước. Tôi nghĩ là người Việt là rất yêu nước. Thế bây giờ làm thế nào để chúng ta tạo ra một cái sức mạnh toàn dân như vậy trong cái công cuộc đổi mới cũng như là phát triển doanh nghiệp. Ngoài ra thì chắc chắn là cái việc mà xem xét xây dựng các cái đầu tàu kinh tế là quan trọng. Thì tôi nghĩ là các cái doanh nghiệp, những cái đất nước phát triển hầu hết người ta cũng phải có đầu tàu. Chứ nó cũng toàn toa tàu khác cũng khó mà có thể chạy được. Đầu tàu kinh tế thậm chí người ta còn xác định cả những doanh nghiệp tiềm năng, những doanh nghiệp có thể trở thành đầu tàu. Thế bây giờ ở Việt Nam của chúng ta thì cũng có tình trạng là có rất nhiều những người có tri thức, người ta không có tiền. Có những người ta rất là nhiều tiền nhưng chưa chắc người ta đã có những cái hoặc là người ta lại muốn làm được những cái việc lớn hơn, hiệu quả hơn cho nền kinh tế, nhưng người ta cũng không thể nào có thể vượt rào người ta làm được những việc đấy. Nên nó có những cái rào cản nhất định. Thì có rất nhiều doanh nhân bây giờ cũng trưởng thành, cũng quốc tế hóa, cũng làm ăn liên doanh nước ngoài. Và người ta cũng rất là nhiều cần tiền, và có tiền người ta có thể làm được rất nhiều những cái việc lớn, đóng góp để trở thành những cái đầu tàu kinh tế của đất nước. Thế thì vậy chăng là phải phát hiện được những cái nhân tố mới, những cái doanh nghiệp có khả năng tiềm năng để đứng ra để làm thành những cái doanh nghiệp tiên phong đấy cũng là một cái quan trọng. Cũng giống như mình phát hiện người tài thì mình phát hiện các doanh nghiệp có thể là trở thành những doanh nghiệp tiên phong. Kể cả có sự giám sát định hướng cũng không sao. Tôi nghĩ những cái doanh nghiệp lớn ấy, cho dù là nhà nước hay tư nhân thì chính phủ cũng nên giám sát. Tôi nghĩ là giám sát không phải đây là mình giám sát hàng ngày, nhưng mình phải biết là cái định hướng phát triển đấy của doanh nghiệp đấy trong lĩnh vực đấy thì nó có đụng với rất nhiều các cái doanh nghiệp khác
hay không, hay là cái định hướng đấy của doanh nghiệp đấy nó có phù hợp với cái định hướng lớn của đất nước khi mà tạo ra lợi thế cạnh tranh với các nước trong khu vực hay không. Thì tôi nghĩ là các nước tư bản người ta cũng có những cái cuộc đấy mà. Người ta cũng có thể dàn xếp với doanh nghiệp là thôi thì đáng ra làm 5 lĩnh vực này thì anh làm 4 cái này thôi, còn một cái này chuyển sang các cái doanh nghiệp khác, vân vân, để cho nó có cái sự sắp xếp hài hòa, để làm sao nó không có một cái cạnh tranh mà nhiều khi tôi nói là gọi quân ta đánh quân mình, tức là toàn những cái doanh nghiệp Việt là có những ngành nghề nào hay là cứ xô vào mình làm, thế sau cạnh tranh lẫn nhau, tiêu gọi là làm hao tổn lực của chính các doanh nghiệp Việt Nam. Thì cái đấy nó phải có cái dàn xếp, chính phủ hay các bộ ban ngành người ta có thể dàn xếp được. Trong những cái cuộc này mà tôi thấy là kinh nghiệm những cái nước phát triển như Nhật Bản hay Hàn Quốc, người ta đều làm được cái việc đấy. Người ta đều có sự dàn xếp, có sự giám sát, dàn xếp, chứ không cái đùng cái một cái tập đoàn doanh nghiệp rất là lớn, xong đùng cái là làm nào là bao nhiêu tiền qua biên giới, xong lại làm ăn bậy bạ, xong tham nhũng trốn thuế, xong là lừa đảo vân vân. Cái đấy là rất đáng tiếc, mình phải có gọi là phòng trước chứ không để tình trạng đấy. Thì tôi nghĩ là những cái doanh nghiệp lớn là tưởng tượng là những cái con tàu rất lớn chạy tốc độ cao, mình không thể để sai sót được. Và cái việc để cho chính quyền hay là chính phủ hay là các cơ quan tham gia giám sát, tôi nghĩ là hoàn toàn nhất trí. Vì cần có sự minh bạch, anh không thể nào làm lớn mà anh lại gian dối, anh làm không minh bạch, anh lại dùng tiền này làm việc khác, hay là anh có cái hướng này. Thì tôi nghĩ là rất nhiều lần tôi chia sẻ là các tập đoàn doanh nghiệp lớn đều nên có sự giám sát. Tất nhiên không giám sát một cách chi tiết, nhưng ít nhất là anh phải chia sẻ cho tôi là các định hướng phát triển của anh trong những năm tới anh làm cái việc gì. Và đương nhiên có hội đồng cố vấn, người ta nói là cái việc này, công việc này là phù hợp với định hướng quốc gia và xứng đáng để thậm chí là không những tạo điều kiện thuận lợi mà chính phủ có thể tham gia hậu thuẫn rất nhiều việc để cho cái doanh nghiệp đấy nó bứt phá lên. Vâng. Cũng là một quan điểm. Và trong số trước này, đúng không, ông Thiên và ông Toàn cũng có câu chuyện về doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tàu, doanh nghiệp tiên phong. Ngay sau đó thì ông Lập cũng có một cái ý kiến trao đổi với chúng tôi. Ông Lập có thể chia sẻ cùng với cả ông Toàn hôm nay nữa. Tức là chúng ta đang bàn cái bối cảnh khó này đấy. Thì rõ ràng là chúng ta dựa vào đâu để phát triển. Thì anh Cung nói rằng là thế này này, nhà nước là một vai trò rất là quan trọng. Nhưng vấn đề là thế này, thực ra doanh nghiệp nó có một cái tâm lý chung của doanh nghiệp Việt Nam lâu năm rồi, cố hữu rồi, là dựa vào nhà nước. Nhưng mà cái đó tôi nghĩ rằng thế này này, cũng không phải là cái không thay đổi được đâu. Doanh nghiệp bây giờ, bởi vì thực ra nhiều khi đối thoại với nhà nước nói là không, chúng tôi làm vĩ mô, làm chính sách, còn các anh kinh doanh nào tôi không quan tâm. Nên doanh nghiệp Việt Nam cũng biết là phải tự mình lo lấy thân mình rồi, chứ không phải là ỷ lại đâu nhá. Nhưng có vấn đề là như thế này này, không dựa vào nhà nước hay là không đồng hành với nhà nước không được. Chúng ta không phát triển được ấy, là bởi vì sao? Chừng nào tôi nói là từ góc độ về thể chế và pháp luật ấy, chừng nào ở Việt Nam á, người ta không coi chấp hành văn bản luật của Quốc hội là số 1 hay là đầu tiên, mà đầu tiên là theo các cái chỉ thị và thông tư và các cái công văn á, chừng nào những cái số lượng cái đấy nó còn quá nhiều, hàng trăm hàng ngàn đấy, thì cái chừng đó có nghĩa là gì mà bỏ qua cái đó là cái, tức là nhà nước chúng ta không phải là nhà nước có cái chức năng để thực thi pháp luật như các nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, mà chúng ta là nhà nước quản lý, thực hiện quản lý. Thì như vậy thì người ta đã quản lý mình mà mình lại phớt lờ người ta, không đồng hành với người ta, không dựa vào người ta đấy, thì làm sao có phát triển được? Thì cái đấy là dựa vào nhà nước ấy. Thế nhưng dựa vào nhà nước ấy thì nó có một cái vấn đề là thế này này, nó phải cùng với nhau, là cùng về nhận thức, cùng mặt bằng nhận thức, và sau đó cùng quan điểm tiếp cận vấn đề. Tôi nói ví dụ như chúng ta có đặt lệch pha thế này thì thành ra nó rất khó là thế này. Bởi vì tôi cũng là làm việc với nhiều với các cái cộng đồng doanh nghiệp và các cái hiệp hội, nên tôi hiểu họ. Ví dụ chúng ta đang nói về cái chiến lược chúng ta là chuyển đổi số, làm rất quyết liệt, ở đâu cũng nói chuyển đổi số. Nhưng thực ra tôi nói chuyện với rất nhiều các cái doanh nghiệp IT lớn á, họ bảo chúng ta đi sai hướng hoàn toàn. Vấn đề không phải đầu tư bao nhiêu thì chuyển đổi số để thực hiện được một số các cái chỉ tiêu này khác là đã chuyển đổi xong. Thế này khác, nó như là chẳng khác trước đây chúng ta là hoàn thành là bao nhiêu tỉnh là phủ sóng là các cái nông thôn mới đó mà. Đấy. Là một tỉnh chúng tôi là toàn bộ xong nông thôn mới, cái đó là đạt được cái chỉ số thành tích, không phải thế. Doanh nghiệp nói là quan trọng nhất là dữ liệu, chứ không phải cái gì khác, không phải là phần cứng, không phải là các cái dự án lớn mà chúng ta để thực hiện chuyển đổi số như hiện nay, các cái quy trình thủ tục, mà vấn đề là dữ liệu. Tại sao lại cần dữ liệu? Bởi vì nếu không có dữ liệu, bây giờ chúng ta mù thông tin, mà mù thông tin mù thị trường,
Thì trước đây chúng ta đã nhận thức, chúng ta đều nói rằng là không ai hiểu người Việt Nam, thị trường Việt Nam hơn doanh nghiệp Việt Nam, đúng không ạ? Đó là một nhận thức trước đây. Nhưng bây giờ khi công nghệ AI vào và công nghệ dữ liệu lớn vào rồi đó, nó xử lý đó bằng AI đó, thì không cần đến Việt Nam. Họ chiếm đoạt toàn bộ dữ liệu. Tôi nói thông qua với e-commerce này, của các cái nền tảng nước ngoài này. Họ thu thập tất cả các dữ liệu của người Việt và họ sẽ hiểu người Việt, thị trường Việt Nam hơn cả người Việt. Thế thì chính phủ có một cái đối sách về cái chuyện này chưa? Hỗ trợ các doanh nghiệp để đối sách để làm sao có dữ liệu và xử lý được dữ liệu chưa? Chưa có. Chúng ta rất quan tâm rất nhiều các cái dự án dữ liệu để cho các phục vụ các cái quản lý vĩ mô nhà nước. Nhưng dữ liệu doanh nghiệp cần á, từng nhóm doanh nghiệp cần những dữ liệu thế nào thì chúng ta không có cái chương trình cụ thể. Tôi nói đến với đợt nhận thức. Như vậy, nhà nước rất muốn làm, quyết tâm làm, đầu tư lớn để làm. Nhưng nhận thức nó vênh. Thế thì chúng đặt vấn đề nó không trúng. Nó không trúng. Đấy là một ví dụ. Cái thứ hai là cái quan điểm tiếp cận. Quan điểm tiếp cận thì tôi e rằng là thế này này. Nó đang có một cái vấn đề mà anh Cung nói rằng là gần đây ít các cái đối thoại chính sách đi vào thực chất ấy. Nó khổ là trong mấy năm gần đây, 3-4 năm gần đây là nhà nước đang lo cái việc của mình. Bởi vì nhà nước là không phải là một, là cái gì trừu tượng, nhà nước là những người lập chính sách cụ thể, các quan chức cụ thể, các cán bộ của từng bộ, từng cục, từng vụ cụ thể. Họ đang lo cái việc của họ. Họ chưa lo có thời gian để lo cho doanh nghiệp. Và như vậy là không có một cái điểm chung là cùng lo một việc chung. Như trước đây cái thời kỳ mà chúng ta sau một số năm sau thời kỳ đổi mới đấy, tất cả cùng chỉ có một nhịp, một tất cả các trái tim cùng một nhịp đập là lo một việc cung chung một đất nước, là làm sao mà chúng ta bứt phá đổi mới được. Còn bây giờ các cái cơ quan này đang lo cái việc của mình, còn doanh nghiệp thì loay hoay cái việc của mình. Chúng ta có gặp nhau nhưng mà không có quan điểm là đi cùng một con đường. Đây là cái vấn đề lớn nhất. Tôi nói thật là như vậy. Tôi nói ví dụ như này. Tôi đã đưa ra quan điểm khi mà bàn về vấn đề là trước đây là 4 năm trước ấy, là vấn đề là trái phiếu doanh nghiệp nó bị sụp đổ, cái thị trường cái khủng hoảng. Thế tôi nói rằng là cái thanh tra tài chính ấy là thường xuyên kiểm tra, thanh tra phải phát hiện ra các vấn đề đấy. Đối với các doanh nghiệp lớn là có cái vấn đề chuẩn bị khủng hoảng về trái phiếu thì phải cảnh báo cho người ta cái gì sai. Đùng một cái chúng ta làm cái thanh tra kiểm tra theo cái phong trào giật cục và tất cả thế để phát hiện đều sai cả. Stop lại, dừng lại. Và tất cả các doanh nghiệp ấy mà liên quan đến trái phiếu là chết luôn, sụp đổ. Đúng không ạ? Thế thì như vậy là cái hoạt động thanh tra kiểm tra là chúng ta làm xong cái hoàn thành cái việc của chúng ta, tức là của cơ quan nhà nước. Nhưng mà rõ ràng là cái đó là phá hủy các quy trình kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp, phá hủy các hoạt động của doanh nghiệp. Nếu chúng ta làm một cách giật cục như vậy, không đồng hành, đấy là những vấn đề rất là lớn. Và đến bây giờ e rằng cái vấn đề đó chưa giải quyết được, chưa giải quyết xong cái vấn đề đó. Thế nên đấy là cái khó. Vâng, thưa các anh. Tôi chia sẻ với anh Lập rất lớn chỗ này là trong mấy năm gần đây thì cái chuyện tách giữa nhà nước và tư nhân là hai bên là gặp những vấn đề khác nhau. Đấy. Rồi từ từ lo giải quyết, tự giải quyết vấn đề của mình hơn là cùng chung giải quyết vấn đề phát triển của quốc gia, của quốc gia. Nhưng mà phải nói rằng là mấy năm gần đây, sau nhiều năm cải cách chuyển đổi sang kinh tế thị trường thì mấy năm gần đây cái cách quản lý nhà nước nó thiên về hành chính nhiều quá, can thiệp hành chính nhiều thay vì những công cụ của thị trường. Và chính những can thiệp hành chính đó nó tạo nên cái cách quản lý là stop and go và nó thay đổi đột ngột hoặc là không hiệu lực. Ví dụ như là chúng ta can thiệp vào cái lãi suất, nó không và can thiệp để cho thúc đẩy cái tín dụng ra, tức là nó không, những biện pháp hành chính như thế nó không hiệu lực và nó không giải quyết được vấn đề. Thì cái xu hướng này, cái việc như thế này nó có vẻ như nó đang gia tăng. Nhân ngoài tôi vừa rồi có đi khảo sát doanh nghiệp, gọi là doanh nghiệp lớn cũng có một cái ý đồ, chính phủ là có một ý đồ là xây dựng những doanh nghiệp dẫn dắt, cái đội ngũ doanh nghiệp dẫn dắt. Thì phải nói doanh nghiệp tư nhân của ta có, phải nói trong thực tế họ cũng rất sáng tạo, họ cũng rất là chống chịu để phát triển được trong cái thời gian vừa rồi, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Cũng có những doanh nghiệp ví dụ như Hòa Phát chẳng hạn, có lẽ nó bao nhiêu năm chúng ta định xây dựng một cái khu găng thép Thái Nguyên chẳng hạn thì rõ ràng là không thể thấm tháp gì so với cái của ông làm ở Quảng Ngãi. Đấy là mà nó nhiều nhiều tỷ đô.
và nó ở cạnh tranh ngang tầm quốc tế, thì tôi cho rằng là đây những cái doanh nghiệp nó có những doanh nghiệp họ bứt phá được như thế. Thì bây giờ rõ ràng là cái doanh nghiệp mà gọi là dẫn dắt ấy, nhưng cái quan trọng là có những cái tạo, tức là phải nhà nước phải đồng hành cùng với họ này, phải cùng với họ để giải quyết những vấn đề phát triển quốc gia. Và như thế thì phải đặt ra, nhà nước phải đặt ra được bài toán phát triển và cùng huy động cái lực lượng này và tạo ra những cái thể chế có thể nó khác biệt nữa. Chứ anh không thể dùng những cái thể chế bình thường để giải quyết những vấn đề để huy động như thế. Thì rõ ràng đây là, tôi nghĩ đây là thời điểm, đây là thời điểm mà có thể cần phải có những cái đột biến và đột phá như thế. Và nếu anh có đột biến đột phá như thế thì có lẽ cái niềm tin của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước nó sẽ bừng nở lên, tôi hy vọng là như thế. Còn lâu nay chúng ta thấy rằng là luôn luôn thấy cứ kêu gọi đầu tư nước ngoài vào giải quyết vấn đề của chúng ta. Tôi không nghĩ rằng là họ sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta, giống như là phát triển công nghiệp chip rồi bán dẫn rồi thì gì đấy. Tôi nghĩ rằng là họ vào, nếu họ vào thì cũng như là dệt may giày da thôi, tức là cũng là cái dạng gia công ở cái đoạn như thế, chứ họ không, mình không thể nắm được những vấn đề cốt lõi để phát triển. Mà nếu phát triển thì rõ ràng phải dựa vào chính cái nội lực và năng lực của chúng ta, đặc biệt là giới doanh nghiệp tư nhân. Tất nhiên là chúng ta cũng không thể giải quyết được tất cả các vấn đề, nhưng nếu như chúng ta chọn một vấn đề nào đấy mà phù hợp với cái năng lực cạnh tranh và điều kiện của chúng ta, thì tôi cho rằng đấy có thể cũng là thời điểm có thể mình suy nghĩ đến điều đó. Và chính phủ cùng nhau giải quyết, cùng nhau hướng tới điều đấy để giải quyết ạ. Và lúc đấy là chị có tôi nhãng mất cái ý là cái doanh nghiệp và vai trò của doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ. Nói chung về lý thuyết kinh tế thì tôi không phải nhà kinh tế, nhưng mà chắc anh Cung đây là anh rồi anh Đoàn đây là các chuyên gia về kinh tế và kinh doanh thì đều biết rồi. Ở tất cả các nước người ta giảng đầu tiên ấy, nền tảng của nền kinh tế là doanh nghiệp vừa và nhỏ, không bao giờ là doanh nghiệp lớn cả. Ở Nhật Bản tôi tiếp xúc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ nói là tiềm năng công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản mới là kinh khủng, chứ không phải là tất cả các sáng tạo ở Đức cũng vậy, tất cả các sáng tạo đi từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chứ không hẳn là doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp lớn là một số lĩnh vực mũi nhọn thôi, chứ không phải là cái công nghệ cho cả một nền kinh tế. Tức là chúng ta phải quan niệm đúng với vấn đề đã. Nhưng ở những nước chúng ta đang tìm cách bứt phá để đuổi kịp các nước khác, bởi vì chúng ta là thực ra muốn đốt cháy giai đoạn, chúng ta muốn phát triển nhanh đốt cháy giai đoạn, chứ không tuần tự kéo dài cả hoặc công nghiệp hóa 100 năm 200 năm như các nước ở châu Âu hay là Mỹ cả, ví dụ mô hình Hàn Quốc. Nhưng chúng ta hãy để ý là thế này, nếu chúng ta đi theo mô hình Hàn Quốc để chúng ta dựa vào các doanh nghiệp lớn ấy, thì phải quan niệm là doanh nghiệp lớn là gì và doanh nghiệp lớn là loại nào thì chúng ta mới dựa. Hàn Quốc và Đài Loan là hai mô hình khác nhau. Hàn Quốc là nhà nước chủ động hỗ trợ bằng các phương tiện tài chính cho các doanh nghiệp lớn, nhưng có mục tiêu rõ ràng cụ thể là Hàn Quốc muốn đi ra nước ngoài cạnh tranh với các tập đoàn quốc tế, nên có doanh nghiệp lớn chỉ đi ra nước ngoài thôi. Đó, trong phục vụ thị trường trong nước. Cái thứ hai là những doanh nghiệp lớn phải tập trung vào vấn đề công nghệ, có hai lĩnh vực đó. Thế nên là nếu mà chúng ta định nghĩa doanh nghiệp lớn, tôi đồng ý là chúng ta cần các cái doanh nghiệp đầu đàn, những con xíu đầu đàn như vậy. Nhưng những con xíu đầu đàn đấy không phải là bằng doanh số khủng, thậm chí không phải bằng nhân công khủng. Hãy đo bằng cái gì? Hãy đo bằng chỉ số công nghệ và chỉ số cạnh tranh của doanh nghiệp đấy với các tập đoàn lớn của nước ngoài, nó có tiềm lực không? Đó. Thì chúng ta phải đo bằng những chỉ số đó thì mới xác định đó là doanh nghiệp lớn thật, chứ không phải doanh nghiệp lớn là anh làm những dự án khủng, hàng ngàn hecta đất đai anh chiếm dụng của nhà nước, vốn tín dụng hàng tỷ, hàng chục tỷ đô la lấy từ ngân hàng ra, anh đóng góp thuế rất nhiều, doanh số rất lớn chẳng hạn, khủng trong một thời gian chẳng hạn đấy. Thế nhưng mà nó sẽ sụp đổ rất nhanh chóng nếu không có những cái nền tảng cơ bản, ví dụ như là vấn đề công nghệ, như anh Đoàn mà cứ đau đáu về vấn đề công nghệ đó. Ví dụ như thế chẳng hạn. Thì chúng ta phải quan niệm đúng đi thì chúng ta làm cái gì cũng sẽ đúng, dù đó là doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp nhỏ. Có lẽ cái hiện nay thì đang thảo luận về vấn đề đó, cho nên là tôi nghĩ cái việc thảo luận như anh Lập nói là lại rất là quan trọng.
Đấy, tôi nói là chúng ta nó dần dắt, nhưng tiêu chí của nó là gì? Nó mục đích của nó là gì? Chúng ta làm thế nào? Đấy là những thứ mà phải đặt ra để thảo luận, phải nhiều người cùng góp ý, góp sức vào thì tôi nghĩ rằng là tức là chúng ta đồng ý với nhau về việc đó, nhưng rõ ràng cái cách làm là rất cần một sự thảo luận. Ông Đoàn sao ạ? Tôi nghĩ là nội dung này ông Đoàn. Tôi nghĩ là doanh nghiệp mà vừa và nhỏ hay doanh nghiệp start up hay là doanh nghiệp lớn đều quan trọng đối với nền kinh tế. Chỉ có cái là cái thực đơn hỗ trợ mỗi một loại doanh nghiệp nó khác nhau. Nhưng rõ ràng thực tế mình nhìn thấy là như thế này. Các cái nước phát triển thì đều có những doanh nghiệp dẫn dắt hết. Những cái doanh nghiệp đấy thì nó mang sứ mệnh. Mình cũng đừng nghĩ là người ta lớn là vì người ta kiếm được nhiều tiền. Người ta mang sứ mệnh quốc gia để gánh vác vào những cái mảng mà có thể đưa Việt Nam ra thế giới, cũng như đưa thế giới vào Việt Nam, có thể cạnh tranh một cách tự chủ, độc lập, gọi là nền kinh tế độc lập tự chủ. Các doanh nghiệp vừa nhỏ cũng rất quan trọng, không phủ nhận, vì lớn về sau người ta lại thành doanh nghiệp lớn. Thế rồi tại sao người ta hay nói, có doanh nghiệp vừa và nhỏ, xong là có doanh nghiệp tiềm năng và đến doanh nghiệp lớn. Nhưng tôi nghĩ là đối với các doanh nghiệp lớn, ví dụ như Samsung, có khi chiếm 1/4 kinh tế Hàn Quốc là Samsung. Nhưng mà những cái vi phạm của chủ tịch hoặc của tập đoàn nó vẫn bắt như thường, vẫn cái gì nó đúng là đúng, cái gì sai là sai, nhưng rõ ràng cái tác động của những cái tập đoàn lớn rất là khủng khiếp. Tôi đọc một cái thông tin nữa là Hàn Quốc bây giờ cũng đang có mong muốn trở thành những cái đất nước mà cung cấp về chất bán dẫn rất là lớn, và chỉ riêng 3-4 tập đoàn lớn đang có kế hoạch đầu tư hơn 400 tỷ đô la trong 10 năm nữa để mà xây dựng Hàn Quốc trở thành những cái doanh nghiệp về bán dẫn hàng đầu thế giới. Thì chỉ có những tập đoàn kinh tế lớn mà tư nhân thì người ta mới có thể có cái cách đi người ta. Tất nhiên là doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thì có chuyện này chuyện kia, nhưng rõ ràng chúng ta phải thấy là cái cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam bây giờ được trưởng thành rất nhiều và tiến bộ rất nhiều. Người ta có làm việc với quốc tế, hợp tác liên doanh, đi nước ngoài làm việc, hiểu được, học khóa này khóa kia, người ta đã được cải thiện nhiều. Đến lúc nào đấy thì những cái doanh nghiệp lớn, tức là ở đây nó có thể là vừa quy mô nhưng kể cả những cái trình độ quản trị nó phải lớn và tính minh bạch nó phải rất cao. Tôi khẳng định là những cái doanh nghiệp lớn đấy người ta không đơn giản là người ta vì phát triển vì tiền cá nhân đâu. Thì người ta đang mong muốn là làm những cái gì nó vẻ vang cho một phần nào đấy cho những cái sự hội nhập của đất nước. Vậy chúng ta, tôi có thấy có những vị quan chức cũng có nói là chúng ta bây giờ chúng ta không sợ người giàu. Nếu mà chừng nào mà chúng ta vẫn còn thấy không thích người giàu thì đất nước này cũng rất là khó phát triển. Bởi vì những người mà người ta có nhiều tiền ấy, thì người ta thay đổi quan điểm. Đến lúc nào đấy người ta muốn hiến cái tài sản cho đất nước, quốc gia. Đấy là chuyện bình thường. Đấy là người ta sẽ có những cái việc mà người ta sau khi đã vượt qua được những cái suy nghĩ bình thường thì người ta có thể suy nghĩ đóng góp được. Nên tôi nói lại là, nói tóm lại chúng ta cũng không cần phải đến mức tranh luận hoặc giành giật về phải là doanh nghiệp lớn, ông phải hỗ trợ tôi nhiều, nhưng mà thực đơn nó khác thôi, cách hỗ trợ nó khác mà. Cách hỗ trợ, cách tạo điều kiện nó khác. Doanh nghiệp vừa nhỏ cũng phải tạo điều kiện cho người ta chứ. Thí dụ như đợt này khủng hoảng kinh tế, tôi thấy doanh nghiệp vừa nhỏ cũng rất là khó khăn, rất là khó khăn. Nhưng mà có những doanh nghiệp khó khăn là do chủ quan người ta, do trình độ quản lý, năng lực quản lý, hoặc là làm ăn lộn xộn, không có uy tín, để cho khách hàng người ta bỏ mình đi. Thì cái đấy là chủ quan, anh phải chịu trách nhiệm chứ. Mà rất nhiều các doanh nghiệp vừa nhỏ hiện nay là chưa ý thức được cái chuyện đấy. Cứ nghĩ là mình làm xong mình cứ lấy cái này kia, mình không nhìn dài hạn và không có cái bài bản để mà kế hoạch để xây dựng tầm nhìn sứ mệnh một cách 5, 10, 15 năm hay gì đấy, không có. Thế thì như vậy thì nếu mà chúng ta dựa vào những cái đấy là rất rất là ảo với nền kinh tế. Nếu mà chỉ là làm xong lại trốn thuế, xong lại làm hàng giả, hàng nhái, xong lại làm cạnh tranh không lành mạnh vân vân, thế thì làm sao mà có thể tạo ra môi trường để các doanh nghiệp tốt người ta phát triển được, đúng không? Thế vậy tôi nghĩ là rất công bằng. Doanh nghiệp tốt là đất nước phải quan tâm, là phải hỗ trợ. Còn anh là tốt, anh là không tốt, nhưng mà anh là tập đoàn lớn chưa chắc tôi đã hỗ trợ. Bởi vì nó là rủi ro nhé. Đúng không? Khả năng quản trị của anh không có, thế mà tôi hỗ trợ anh thì biết đâu doanh nghiệp có thành công hay không, đúng không? Thế mà đây là tổng hòa của nhiều cái, nhưng mà đề cao cái tính những cái doanh nghiệp tốt, tuân thủ pháp luật vì cộng đồng, gọi là ba chữ win. Mình có lợi thế rồi, đối tác có lợi thế, nhưng cái đất nước xã hội nó cũng phải được hưởng lợi qua cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, chứ không phải làm cho phương hại đến
đến xã hội và người dân cũng như cộng đồng. Được. Thì tôi nghĩ là phải thay đổi cái nhận thức đấy để làm sao cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam bây giờ cũng phải ý thức là chúng ta phải làm đúng, đúng không? Chúng ta phải làm vì sự phát triển chung của xã hội, cũng ủng hộ Đảng và Nhà nước để làm sao cùng nhau hướng tới cái việc là mình phát triển để bền vững và hội nhập tốt với thế giới. Vâng ạ, những cái chia sẻ rất là tâm huyết và trách nhiệm đấy ạ, của một doanh nghiệp. Như ông Đoàn là một doanh nghiệp cũng đã khá là lâu năm trên thị trường ấy, và cũng đã vật lộn và làm rất là nhiều lĩnh vực, cả liên doanh liên kết với nước ngoài nữa. Tôi nghĩ là cũng lời nói từ trong tận thực sự là tâm huyết. Trước khi mà có lẽ chương trình đối thoại này không bao giờ là đủ, có rất là nhiều nội dung để bàn. Nhưng ngày hôm nay thì tôi nghĩ là những nội dung rất là mới đấy, và những cái chia sẻ hết sức là mang tính là đóng góp để chúng ta có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Thì trước khi mà kết thúc số này, để chúng tôi chuyển sang một vài số sau với những nội dung tiếp thêm và mở rộng hơn nữa, thì các khách mời có thể có một chia sẻ ngắn gọn để chúng tôi tạm kết thúc số ngày hôm nay ạ. Đầu tiên là chắc là ông Lập trước ạ. Cái điều chị nói đó thì chúng ta đang bàn về nền kinh tế và đã thấy cái bức xanh, bức tranh nó cũng là hơi tối, tức là màu xám á. Thì như cuối cùng đấy là con người cần cái gì, con người vẫn phải đi, vẫn phải sống. Thì nó cần hé sáng ở phía chân trời. Tức là cần khi người ta mất niềm tin thì phải tạo cho người ta niềm tin, mà niềm tin bắt đầu bằng cảm hứng. Nên là cách đây mấy năm á, thì một cái số đầu xuân của một cái tờ báo tạp chí về kinh tế đã đặt tôi một cái bài viết. Thì tôi nói rằng là tôi viết một cái bài với tiêu đề là lãnh đạo là tạo cảm hứng. Lãnh đạo là tạo cảm hứng. Thì thành ra tôi nghĩ là lúc này doanh nghiệp rất cần các cái thông điệp từ lãnh đạo cấp cao nhất của đất nước để họ lấy lại cảm hứng. Một cái thông điệp để tạo nên cảm hứng. Và sau đó là bằng những cái hành động cụ thể, một số cái hành động cụ thể thôi, đúng hướng thôi, thì lấy lại niềm tin. Và sau đó thì chúng ta, tôi nghĩ rằng là tất cả sẽ đồng lòng là sẽ khởi sắc thôi. Tôi đồng ý với anh Đoàn là chúng ta cần có lòng yêu nước trong lúc này. Lòng yêu nước đấy tạo nên cảm hứng. Mà người Việt là rất thích cái việc đó. Phải nói như vậy. Từ vấn đề thể thao cũng thế. Rất là bức xúc và rất cần cái đó. Thì cái đó cần những thông điệp từ lãnh đạo trong lúc này. Vâng. Đấy là chia sẻ của ông Lập. Vâng. Ông Cung ạ. Tôi hoàn toàn chia sẻ với anh Lập là lãnh đạo là phải có tạo ra cảm hứng. Vâng. Thì tôi có đọc bài phát biểu gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm, thì tôi thấy ông có nhấn mạnh đến hai cái nhóm công việc. Thứ nhất là chuẩn bị cho đại hội 14 sắp tới. Nhóm công việc thứ hai là có những giải pháp tạo ra sự ổn định niềm tin cho người dân và doanh nghiệp làm ăn. Tôi cho rằng đấy là cái mới. Thế thì tôi cho rằng bắt đầu có thể từ cái việc rất nhỏ, như là hiện nay chúng ta đang, việc nhỏ nhưng tôi nghĩ không nhỏ, tác động nhỏ, là chúng ta đang cấm xuất cảnh những cái người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mà nợ thuế. Thì theo tôi chúng ta đang áp dụng luật thuế. Tôi muốn chúng ta áp dụng luật doanh nghiệp là nếu anh đi khỏi thì anh được ủy quyền, và anh ủy quyền có cả nếu ai mà còn nợ thuế thì ủy quyền cả việc là giải quyết cái vấn đề nộp thuế của, tức là nói rõ như thế để cho người ta hoạt động kinh doanh bình thường. Và tôi cho rằng nếu làm được cái điều này, tức là chúng ta vẫn áp dụng luật doanh nghiệp thay vì áp dụng, tức là áp dụng cả hai, tức là cả áp dụng cả hai luật, cả luật doanh nghiệp, cả luật quản lý thuế. Và nếu làm được cái này, tôi nghĩ rằng là giải tỏa được rất lớn cái, có thể cái ức chế của rất nhiều những cái doanh nhân và tạo cái thuận lợi cho người ta trong việc phục hồi và làm ăn thì thành công, thì không những nộp được thuế mà còn thanh toán được khi nợ đến hạn và rất nhiều những cái bên khác, chứ không phải chỉ có thuế. Tôi cho rằng đấy là cái điều một việc cụ thể, rất cụ thể, và tôi cho rằng nếu làm được là một thay đổi lớn. Vâng ạ. Ông Đoàn đã có một ý kiến kết thúc chương trình tuần này ạ. Theo Tổ chức Tiền tệ Quốc tế là IMF thì người ta nói là đến năm 2030 thì 40% lực lượng lao động bị ảnh hưởng bởi AI. Thì chúng ta thấy rằng là cái sự chuyển đổi của thế giới sẽ rất nhanh. Có thể 2 tháng nữa ngồi nói chuyện với các chị ở đây nó cũng khác rồi. Thì tôi chỉ mong muốn là với cái sự thay đổi như này thì cái sự sống còn nó rất là gấp gáp đối với cộng đồng doanh nghiệp. Cái thế kỷ 21 thì người ta nói nhiều đến cái từ hợp lực. Thì tôi cũng rất mong muốn là giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân, 3 trong 1 đấy, chúng ta cũng phải có ý thức hợp lực để làm sao chúng ta cùng nhau phát triển.
Tôi cũng rất tâm đắc với cái câu nói của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là Phạm Minh Chính trong cái hội nghị ở Trung Quốc đấy, tức là cũng nói đến cái chân trời tăng trưởng mới. Rõ ràng cái từ thì rất là đắt. Rõ bây giờ hiện nay chúng ta đang tiệm cận vào một cái chân trời, một cái thế giới mới, sự phát triển mới, và nó ảnh hưởng đến toàn cầu, đến toàn dân, đến tất cả các lĩnh vực, tất cả mọi đời sống xã hội rất là nhanh. Và nếu chúng ta không có cái sự hợp lực đấy, tôi nghĩ là khó, rất là khó. Doanh nghiệp khó, mà chính quyền khó, mà người dân cũng cảm thấy vất vả vì không có công ăn việc làm, đất nước không phát triển được, và rõ ràng là đất nước cũng không thể phát triển nhanh được. Vâng ạ. Hoặc là chúng ta sẽ lệ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài để chúng ta đi làm thuê. Nên thế đấy là một cái mà chúng ta phải ý thức được, và tôi nghĩ là rất là gấp gáp trong thời gian tới. Vâng ạ. Chúng tôi rất là cảm ơn ý kiến của ba khách mời ạ. Cảm ơn những cái sự chia sẻ, những cái tâm huyết của ba khách mời với đề tài đối thoại với khán giả, với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ạ. Cũng lâu lắm rồi chúng tôi mới thực hiện một cái về chương trình đối thoại mà để ghi lại những cái thực tế, thực trạng của cộng đồng doanh nghiệp, những khó khăn và những cái giải pháp. Và chúng tôi thấy rằng có quá nhiều vấn đề, chúng ta vừa quay lại cái câu chuyện của cũ, nhưng cũng có rất là nhiều những cái thách thức và những vấn đề cần phải giải quyết cấp bách trước mắt. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với chương trình đối thoại và chia sẻ với chúng tôi những thông tin vô cùng giá trị. Và chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời và hẹn gặp lại khách mời ở nhiều chương trình đối thoại tiếp theo nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện đề tài để có thêm những giải pháp, những kiến nghị chính sách và tạo ra một cái động thái, một cái tác động nhất định đối với những người làm chính sách, chứ không dừng lại ở một hay hai số nữa như cái cách mà đối thoại vẫn làm từ trước đến nay ạ. Thì chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời một lần nữa. Xin chúc anh có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi ở nhiều đề tài của chương trình đối thoại ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình đối thoại tiếp theo ạ. Ngoài biên rồi. Ôi, bẩn quá. Bóng bẩn cầu thủ né. Hay quá. Wow. Hết ngại rồi. Cô này nữa à? Tuyệt vời. Ôi, áo bạn bẩn hết rồi. Từ khi có ABBA, mình chưa bao giờ ngại vết bẩn. ABBA sạch tinh tươi.